Tôi biết chú Lâm ở nhà ảnh hưởng Tây học, nhưng mình là người Nam, mình phải sống theo Nam, đừng có bắt chước theo Tây. Đàn bà mà không đẻ đặng con trai để nối dõi tông đường là có tội lớn với ông bà tổ tông lắm. Hồi trước vợ mà không đẻ đặng con trai thì bị làm tờ đễ hoặc phải nạp thiếp cho chồng. Chớ nói chi chú Lâm là con trai độc nhất, không đẻ được thì làm sao mà đặng đây. Má không còn đủ sức chờ tới ngày con sinh nở. Má tiếc không được nhìn thấy cháu nội đích tôn của má. Dòng họ nhà mình chỉ có mỗi chồng con là trai. Đừng để dòng họ này tuyệt tự nghe con. Từ ngày con về làm dâu, má không có điều gì phiền trách. Má tin ước nguyện cuối cùng của má con cũng sẽ làm tròn, phải không con dâu của má? Em biết phải làm sao cho tròn bổn phận đây hả mình? Ủa, anh về rồi hả? Ừ. Anh ra đây ngồi nghỉ đi. Công việc sao rồi hả anh? Từ, để anh nghỉ mệt, uống miếng nước cái rồi nói chuyện. Dạ, để em rót cho. Anh uống đi. Sao, kể cho em nghe đi. Để uống miếng nước đã rồi kể cho nghe. Tại em nóng lòng quá à. Thôi anh uống nước trước đi rồi anh kể. Từ từ, nước nóng để thổi, thôi phỏng à. Nguội rồi đó anh. Anh nói cho em nghe đi, sao rồi? Trời ơi, anh đã nói rồi, không có ba má nào mà từ con hết á. Anh tin là nếu mà mình chịu khó tới thăm thường xuyên á, trời ơi, lúc đó ba má thế nào cũng siêu lòng. Trời ơi, lúc đó nha, đừng có nói là cái sạp tơ lụa, cả tiệm kim hoàng anh cũng mua luôn cho em luôn. Bà má có nói gì em không? Ba thì không nha, nhưng má thì có nhắc em hỏi thăm. Vậy hả? Ừ. Coi cái mồi là má quan tâm em hơn chút rồi đó nghe. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Không ấy, bữa nào anh cho em gặp má đi để em năn nỉ má. Bậy, không có được nóng vội. Nóng vội là hư bột hư đường hết. Em phải đợi đúng thời điểm, anh sẽ đưa em đi gặp má. Dạ. Vậy nha, coi giặt đồ cho anh đi uống cà phê với mấy người bạn. Thương quá à, đi mấy ngày nhớ muốn chết. Đi đi anh. Rồi bây giờ
tôi sẽ nhắm mắt lại, tôi bắt cô hai nha. Dạ. Hồi trước vợ mà không đẻ đặn con trai thì bị làm tờ đẻ hoặc phải nạp thiếp cho chồng. Chứ nói chi chú Lâm là con trai độc nhất, không đẻ được thì làm sao mà đặn đây. Không biết cô Thảo giọng gì mà nó vui dữ vậy. Mấy tháng nay cô Thảo sống ở đây, mình có thấy vừa lòng không? Sao không chứ, cô nhanh nhẹn tháo vát, đỡ đần cho mình biết bao nhiêu là việc. Cô tuy là con nhà nghèo nhưng phong thái khác hẳn. Sau này ai có phước lắm mới lấy được cô làm vợ. Mệt quá, thôi mình đi ra giường chơi nhé. Nó bụng quá, thôi dọn cơm ăn em. Trong nhà chỉ còn cái này thôi, không có tiền đi chợ, anh ăn đỡ đi. Gì vậy? Em nói vậy là sao? Em nói thiệt hay nói chơi vậy? Giỡn hoài. Thôi đi vô dọn cơm ăn nhanh đi. Em nói thiệt, bây giờ có giết em chết thì em cũng không còn một đồng. Ủa, vậy chứ mấy ngày vừa rồi đi làm tiền để đâu hết rồi? Mấy bữa anh về nhà là em bị bệnh nên em không có đi làm. Trời ơi, thường uống 1-2 viên thuốc là hết, chứ có què quặt gì đâu mà làm quá. Làm vợ giống như em vậy thiệt chán quá. Thôi vô dọn cơm ăn đi. Làm chồng kiểu như anh thì tốt lắm hay sao? Em đau bệnh, anh về không hỏi thăm em một câu. Lúc nào anh cũng chỉ bắt em đưa tiền cho anh thôi. Trong khi em khổ cực thì anh lại đi vui vẻ với người đàn bà khác. Gì vậy? Nè nghe, nói chuyện với chồng mình nói cho đàng hoàng nghe. Bỏ cái thói ghen bóng ghen gió đi, nói tầm bậy tầm bạ. Nói có sách bách có chứng đàng hoàng, chứ đừng hở muốn nói gì nói. Cái này là cái gì đây? Hả? Chứng cứ rành rành ra đó mà còn tính dối gạt em hả?
cái này. Cái này là cái gì? Mệt thiệt. Đồ này không phải là đồ của em, nhưng mà nó nằm trong túi đồ của anh đó. Anh tính nói là anh mua tặng cho em đó hả? Là gì thì tự quyết định, tự suy nghĩ đi. Anh được, anh được. Nghỉ tay, uống miếng nước đi mình. Mình chưa ngủ sao? Mình à, em muốn bàn với mình một chuyện. Mình nói đi, tôi nghe. Mình còn nhớ những lời trăn trối của má trước khi nhắm mắt không? Sao tự nhiên mình lại nhắc chuyện đó? Từ ngày em bước chân về nhà mình làm dâu, ba má một lòng thương yêu em, không khác gì con đẻ. Biết em thích cái gì là má cũng cho. Má chưa bao giờ đòi hỏi em bất cứ chuyện gì hết, ngoài chuyện đẻ cho má một đứa cháu đích tôn. Mình nghe em nói hết đã. Có đứa cháu trai nối dõi là mong ước duy nhất của đời má, là bổn phận của vợ chồng mình. Nếu không làm được điều đó thì sau này vợ chồng mình làm sao dám gặp lại ba má với tổ tiên nơi suối vàng chứ. Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, thậm chí mình còn dám liều cả mạng sống, nhưng ông trời không cho, mình biết phải làm sao. Ba má tổ tiên không thể trách cứ vợ chồng mình được. Vợ chồng mình vẫn chưa cố gắng hết sức mà, vẫn còn có cách đó. Mình quên đốc tờ đã nói với mình là không còn khả năng mang thai sao? Mà cho dù còn khả năng, tôi cũng không bao giờ để cho mình mạo hiểm tánh mạng một lần nữa đâu. Mình à, em rất may mắn khi được làm vợ của mình. Em biết là mình chưa bao giờ phiền trách em về chuyện con cái, nhưng sanh con nối dõi là bổn phận của em. Không làm tròn điều đó thì cả đời này em không thể sống yên vui được. Mình nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Thiệt sự em muốn muốn cưới cô Thảo cho mình. Trời đất, chuyện như vậy mà mình cũng đem ra giỡn được sao? Em nói nghiêm túc đó, em không hề đùa giỡn. Cổ tuy là con nhà nghèo nhưng phong thái khác hẳn. Sau này ai có phước lắm mới lấy được cổ làm vợ. Thì ra mấy hôm nay mình bận lòng về nhận xét của tôi dành cho cô Thảo. Nói gì thì nói, thật lòng tôi không có ý gì hết đâu mình à. Em biết, sống với mình lâu nay, tánh tình mình sao, không lẽ em không rõ? Nếu đã hiểu tính tôi, sao mình lại... Là vì em muốn chúng ta có con trai nối dõi. Là vì em tin cô Thảo sẽ là người vợ hiền. Không được, tôi không thích sống cảnh vợ đôi vợ ba. Mình quên chuyện này đi. Là vì em tin cô Thảo sẽ là người vợ hiền. Lại. Dạ. Yêu mẹ. Em nha.
Bao nhiêu em? Anh yên tâm đi, em đi rẻ thôi. Em đi rẻ nghe. Em ra mày, em ra mày. Mày tính tao hả mày? Đi mày. Ê, mấy cô làm gì vậy? Đi với em đi anh. Đúng chỗ này đó. Đi với cô này mà. Chọn chỗ cô này. Hả? Chọn mà. Đi với em đi. Em tính rẻ cho. Tính rẻ là bao nhiêu? Em bảo đảm là rẻ mà, yên tâm đi nha. Nha nha, em lên nha. Yên ơi. Vui vẻ nha. Tối nay em chịu anh hết mức luôn. Đi lẹ lẹ đi. Dạ, tôi mời bà. Ngọc Thủy dậy chưa Thảo? Dạ, có hai thức rồi. Tôi mời ông. Cảm ơn. Dạ, mời ông bà chủ dùng cơm. Tôi xuống đằng sau đút cơm cho cô hai. Thảo nè, từ nay về sau đừng xưng hô ông bà nữa. Gọi là anh chị ngang, nghe cho nó gần gũi. Dạ, tôi không dám đâu. Làm sao mà tôi gọi bằng anh chị được? Thực sự là tôi không dám đâu. Có gì đâu mà không dám. Gọi riết rồi em sẽ quen thôi. Chị cũng không thích kêu em bằng cô đâu. Nghe nó xa lạ lắm. Với lại không có thân thiết. Vậy ngang. Dạ. Sao mình không ngủ mà lại ngồi đây? Sao mình lại tự làm khổ mình đến vậy? Mình, em xin mình hiểu cho em, xin mình giúp cho em làm tròn bổn phận như mình. Bổn phận với nhà chồng, em không thể sống thanh thản được đâu mình ơi. Xin mình giúp em. Em xin mình. Em xin mình giúp em đi mình. Thôi được, tôi để tùy mình quyết định. Em cảm ơn mình. Em cảm ơn mình nhiều lắm.
Bà chủ ơi, nếu như mà em có sơ ý làm gì á, em khiến cho bà chủ phiền lòng, em xin bà thương tình bỏ qua cho em. Em xin hứa không đời nào em làm chuyện gì có lỗi với bà hết. Em xin bà đừng có nghi ngờ mà tội nghiệp em. Coi em kìa, chỉ có nghi ngờ hay phiền lòng gì đâu. Em đứng lên đi, đứng lên. Nếu vậy sao bà chủ lại muốn cưới em cho chồng chị? Là chủ ý của chị, em đừng có sợ. Nhưng mà tại sao? Chị có nỗi khổ tâm riêng của mình. Năm nay được mùa không ha? Năm nay chúng lớn. Lên, lên nè. Lên, đi lên. Rồi. Nè, lên nè. Lên từ từ. Đi vô, đi vô. Lên. Chị xin em đó. Xin em hãy giúp chị. Giúp chị nghe em. Chủ đối với con rất lớn. Con làm như vậy là không sai đúng không ba má? Sắp có chồng, cuộc sống của em đã được an bài. Em rất nhớ hai. Không biết bây giờ cuộc sống của hai ra sao nữa. Xin bà chủ vô nhà nghỉ ngơi. Ở đây tôi làm một mình được rồi. Chị xưng hô với em như bình thường đi mà. Đâu có được đâu. Bây giờ á, bà chủ là vợ của ông chủ thì sao tôi xưng hô như bình thường được. Thôi bà chủ vô đi, kẻo ông chủ với bà lớn la rầy tôi chết luôn á. Thảo à, em vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nãy giờ tiếp khách cũng mệt rồi. Dạ bà chủ. Nè, không được xưng hô như vậy nữa. Bây giờ mình là chị em với nhau rồi. Em nhớ chưa? Dạ chị. Chúng ta đã là chị em một nhà, em nhớ nghe. Dạ chị. Em không muốn tổ chức tiệc tùng linh đình, nhưng đời con gái chỉ có một lần. Chị không thể để em chịu thiệt thòi được. Với lại cũng phải giới thiệu em với bà con dòng họ, cho nên anh chị đã quyết định làm một tiệc mừng. Ngoài chị hai của em,
Em có muốn mời ai không? Em cảm ơn chị đã tính toán cho em chu đáo. Nhưng em không mời ai. Chị hai của em chắc cũng không về đâu. Em đã đánh dây thép lâu rồi mà không có tin gì của chị hai. Thôi em cũng đừng có buồn. Từ bây giờ nơi đây sẽ là nhà của em. Anh chị và Ngọc Thủy sẽ là người thân của em. Em đổi ơn anh chị nhiều lắm. Cái gì mà ơn nghĩa chứ. Chị tính về. Chị sẽ dọn qua phòng cạnh phòng Ngọc Thủy. Sau đám cưới, phòng của anh chị sẽ là phòng của em.